Cố lên Mario, đánh vào khối đó. Hả? Tại sao bộ điều khiển của mình không hoạt động? Ôi trời, Eden đang bị hút vào màn hình TV. Mình đang ở đâu? Mình đã vào trong trò chơi bằng cách nào vậy? Mình có thể tự mình đánh các khối. Tuyệt vời. Là Mario và công chúa Peach. Hả? Chào mừng tới trò chơi con trai. Con trai? Đợi chút. Xem này, Eden đã mặc quần áo của Mario và Mario đội cho cậu chiếc mũ của mình. Chào mừng đến với gia đình. Có một khối ở đằng kia, mình có nên đánh nó không? Không, đừng. Ôi trời ơi, em đã nói với anh rằng đó là một khối giả mà. Anh chỉ nên đánh cái có dấu chấm hỏi thôi. Chính là nó, đánh nó. Đây rồi. Xin chào mẹ, bố. Tới đây nào con trai. Thật là một gia đình hạnh phúc. Trời ơi, đau bụng quá. Được rồi, hãy xem nào. Quả trứng bí ẩn của tôi đây rồi. Mình sẽ đặt nó dưới đèn và đợi nó nở. Là Lego Mario. Ăn một cây nấm thôi nào. Lego Mario biến thành một cậu bé. Con trai chúng ta đây rồi. Xong, tấm thảm sạch sẽ rồi. Ôi không, động đất sao? Tất cả mọi thứ đang rung chuyển. Dây đầy bùn luôn kìa. Hả? Không không không, dừng lại. Sắp tới đích rồi. Dừng xe lại. Ôi không, để anh. Bố tới đây. Không. Vừa kịp để bóng bay dưới giày của con. Trông ngầu quá. Bây giờ Eden sẽ không giấy bùn khắp tấm thảm nữa. Làm tốt lắm Mario. Hả? Tiếng ồn gì vậy? Có ai ở đó không? Không nhìn thấy gì hết. Xin chào. Quái vật! Gì vậy? Công tắc đâu rồi? Chuyện gì vậy? Có một con quái vật. Đó chỉ là quần áo thôi ngốc à. Ngủ tiếp đi con. Đừng đi mà. Đèn pin hả? Và một đường ống. Đi nào. Cắt ống thành nhiều phần và sơn chúng màu xanh lá cây theo phong cách của bố. Thu thập tất cả các bộ phận và lắp ráp chúng lại với nhau. Sau đó đặt trên tủ đầu giường, gắn nó thật chặt. Thêm một cây nấm. Và cuối cùng, chiếc đèn đã sẵn sàng. Chúc ngủ ngon con trai. Chúc bố ngủ ngon. Ngủ ngon mơ đẹp nha. Eden có thể ngủ ngon được rồi. Đó là sinh nhật của Eden. Nào Eden, đánh Pinata đi. Con bị dầm đâm rồi. Tí nữa thì... Ôi không, con trai chúng ta bị dầm kìa. Mình biết phải làm gì rồi. Dùng cờ lê để kéo nó ra thôi. Con sợ lắm. Mario ngốc à. Làm điều gì đó hữu ích hơn đi. Như là đập vào cái khối kia kìa. Được rồi. Bây giờ chúng ta đã có những đồng xu. Mẹ sẽ sử dụng hai trong số chúng để kéo cái dầm ra. Tốt rồi. Wow, mẹo này thông minh thật đó. Tới giờ thủ công rồi. Ôi không, kéo. Không. Mình phải chế tạo một cái gì đó thật nhanh. Xong. Gần được rồi. Miếng bảo vệ ổ cắm tới rồi đây. Nguy hiểm thiệt đó. Hả? Bỏ con dao xuống Eden. Ôi không. Mình phải làm một con dao bằng giấy. Ta-da. Mario đến vừa kịp để đưa cho Eden con dao giấy. Anh xứng đáng có một miếng bánh ngon tuyệt của mèo. Ui chà, ngon thiệt. Chào bố. Ngón tay thằng bé có thể bị cắt như xúc xích vậy. Ôi trời ơi, may là mình có những cái chặn cửa này. Tuyệt vời.
Không còn phải lo lắng cửa bị sập nữa. Nước mũi kinh dị quá đi. Ôi trời, cả Mario và Aiden đều bị ốm. Họ đang phát tán nước mũi, di trùng và kẹo khắp nơi. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Kinh quá. Ôi, những chàng trai tội nghiệp của tôi bị ốm rồi. Để mẹ kiểm tra nhiệt độ. Ôi trời, hai người nóng quá. Mẹ nghĩ hai bố con cần một chiếc chăn ấm áp. Được rồi, siêu ấm cúng. À đúng rồi, họ cũng cần uống siro ho. Đổ một nửa chỗ siro ho vào trong cốc. Uống đi nào. Kinh lắm hả? Chà, đúng là mùi hơi kinh thật. Kẹo mút. Đưa cho em nào. Này, nhúng kẹo mút vào siro ho và Aiden thậm chí sẽ không biết luôn. Mình yêu kẹo mút. Thành công rồi. Ôi không. Kẹo mút của mình. Hay có lẽ chấm cát thì nó sẽ ngon hơn ta. Hả? Không, nó bẩn lắm. Một cây piranha. Mình có ý này. Bố cần một chiếc cốc màu xanh lá cây có ống hút ở giữa. Sau đó bố sẽ cắt ra một khối trông giống như cây piranha. Nhưng mà cái này không có cắn đâu nha. Đó là một cái hộp đựng kẹo mút. Và nó sẽ bật ra như một cây piranha thực sự. Của con đây. Cái này hay quá. Con sẽ không làm rơi cây kẹo mút của mình nữa đâu. Bố tuyệt nhất luôn. Được rồi con trai, con đã sẵn sàng đến trường chưa? Đi nào. Wow, có một cơn bão lớn bên ngoài. Ai đó quên xem dự báo thời tiết rồi đây. Chúng ta sẽ không sống sót nổi ngoài đó được đâu. Chúng ta cần một chiếc ô không thể bị phá hủy. Đợi đã, cái này hỏng rồi. Giờ sao đây? Bố cần phải nghĩ ra một cái gì đó. Ồ, một mảnh rèm nhà tắm. Quá, cho xin chút riêng tư đi mà. Bố sẽ khoét lỗ trên rèm tắm. Sau đó gấp nó lại như vậy. Sau đó làm nóng các cạnh để ép chúng. Vậy là xong. Một chiếc áo mưa tạm thời. Thử đi con. Wow, tuyệt vời. Bố cũng làm thêm một cái cho mình nữa. Giờ họ đã sẵn sàng đương đầu với cơn bão. Đã đến lúc đánh răng. Chà, nó giống như kẹo chanh vậy. Aiden, thật không phải chút nào. Còn cho quá nhiều kem đánh răng. Chiếc hộp đựng kem đánh răng dễ thương này sẽ giải quyết vấn đề của chúng ta. Cho một tuyết kem đánh răng vào và bôi lên bàn chải một lượng kem đánh răng phù hợp. Tuyết. Mùi ghê quá. Ôi thôi nào, chúng ta còn có thể làm gì nữa? Xin chào. Đưa em cái đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta kết hợp Nutella với kem đánh răng? Thật là ngọt ngào. Hãy thay thế loại kem đánh răng cũ bằng phiên bản Nutella nào. Sô-cô-la thực sự giải quyết mọi thứ. Làm tốt lắm con trai. Và em cũng làm tốt lắm em yêu. Cái xúc xích này khó cắt quá. Khó sao? Mario tới đây. Những miếng băng cá nhân này sẽ giúp giữ xúc xích của con ở đúng vị trí. Một băng cá nhân giữ một đầu xúc xích và một đầu kia. Giờ hãy thử cắt nó đi. Cái xúc xích vẫn không đứng im nổi. Con từ bỏ. Bố thì không, tới lúc chơi lớn rồi. Bắn đinh xúc xích vào đĩa luôn. Mario là số 1. Được rồi, thử đi con. Nó đã hoạt động. Aiden đang cắt xúc xích đó. Tại sao cái xúc xích đáng thương đó lại bị đóng đinh vậy? Hãy để mẹ xử lý việc này với một cái máy cắt xúc xích. Coi đây nè, cho xúc xích vào giữa và ấn xuống như vậy đây. Chúng ta thậm chí có thể ăn nó ngay lập tức. Ngon, ngon ghê. Nhắm mắt vào nào con yêu. Dầu gội vào mắt con rồi. Ôi trời, Mario.
Ừ? Chuyện gì vậy? Con trai tôi đang gặp rắc rối gì sao? Mình có thể làm được. Này, bạn đã làm tôi đánh trượt rồi. Tạo một lỗ trên chiếc mũ này nào. Hả? Mũ lưỡi trai? Chờ chút. Em biết rồi, tấm che mặt sẽ ngăn không cho dầu gội chảy vào mắt Eden. Hãy thử lại nào. Nó như thế nào con? Mắt con không đau nữa rồi. Yay! Cảm ơn vì đã xem. Chúng tôi rất biết ơn tất cả các bạn đã thích và đăng ký kênh. Nếu các bạn thích video này, hãy xem những video tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các bạn.